Bộ phim xoay quanh một cựu chiến binh nổi tiếng với biệt danh Sugimoto bất tử. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm vàng nhằm giúp đỡ gia đình người bạn đã qua đời. Để làm được điều đó, Saichi đã phải trải qua nhiều thử thách và hợp tác với Asipa, người có kiến thức sâu rộng ở vùng đất Hokkaido. Cả hai cùng nhau chạy đua với những kẻ lạc loài cùng lính phản loạn để tìm kho báu theo bản đồ được xăm trên lưng của 24 tên tù nhân. Vậy đến cuối cùng ai sẽ chinh phục được khối tài sản khổng lồ thì hãy cùng xem phim để giải đáp nhé! Sugimoto là một thanh niên khốn khổ khi cả gia đình anh đã phải chết vì bệnh hiểm nghèo, lại còn bị bạn bè xa lánh vì sợ bị lây bệnh. Nhưng may mắn thay, nam chính có một người bạn là cô bạn thân Umeko. Người từ nhỏ luôn ngóng trông nam chính, mặc những lời khuyên ngăn của gia đình, Sugimoto đành phải hỏa thiêu người thân và đốt ngôi nhà của mình để căn bệnh không lây lan ra ngoài. Mặc dù rất yêu người bạn gái thanh mai trúc mã thế, nhưng anh chàng đành phải rời xa cô để bỏ đi biệt xứ. Sugimoto chỉ vì muốn tốt cho Umeko và không muốn lây bệnh cho cô mà thôi. Anh tự thầm nghĩ, một năm sau, nếu bản thân không phát bệnh sẽ quay về tìm nàng. Một năm sau, thấy bản thân không phát bệnh nên Sugimoto đã quay về tìm Umeko. Tuy nhiên cô ấy giờ đã là vợ người ta, mà chồng của cô nàng cũng là bạn thân của Tozaji. Thế nhưng Sugimoto không oán trách mà vẫn chúc phúc cho hai người. Đến năm 1904, chiến tranh Nga-Nhật nổ ra và lúc này nam chính cùng cả Tozaji đều nhập ngũ. Họ nằm trong sư đoàn chiến binh chiến đấu chống Nga. Trên chiến trường đẫm máu này có hơn hàng ngàn xác chết quân lính của cả hai nước. Dù vậy, Nhật Bản vẫn tiếp tục cho nổ nhiều pháo đài để áp chế được quân đội Nga. Sau khi tiếng pháo binh vừa dứt là các chiến binh Nhật liền xông lên. Nhưng phía bên Nga có lợi thế vị trí trên cao cùng với những khẩu súng máy bắn liên thanh. Đạo quân xứ Hoa Anh Đào không phòng bị kịp thời nên bị bắn chết la liệt. Nam chính dũng cảm xông lên đánh trả quân địch mặc cho bản thân đang bị thương do trúng đạn. Quân Nga thấy Sugimoto hùng mạnh nên liền ôm bom để cùng chết chung, nhưng lúc đó Tozaji đã đẩy nam chính ra. Sau tiếng nổ lớn, cậu bạn thân bị bay mất tay chân, chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng. Anh dặn dò Sugimoto hãy đến Hokkaido tìm vàng và quay trở về chăm sóc cho Umeko. Nói xong thì Tozaji cũng chút hơi thở cuối cùng. Chiến tranh kết thúc, nam chính trở về quê hương trao di vật của Tozaji cho gia đình cậu bạn thân. Nghe được cái tên khiến Umeko ở trong nhà vội chạy ra để gặp anh. Thế nhưng lúc này mắt cô đã không còn nhìn thấy gì nữa vì bản thân đã bị mù do chiến tranh. Umeko cũng không nhận ra bạn thanh mai trúc mã của mình nữa và chỉ toàn nghe mùi súng nồng nặc nên cô nghĩ người này không phải Sugimoto. Nam chính rời đi quyết tâm đến vùng đất xa xôi hẻo lánh theo lời của Tozaji để tìm kho báu của chị Lan. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chẳng tìm thấy được gì cả. Lúc đó có một ông lão say rượu ở gần đó đã kể cho anh nghe câu chuyện từ xa xưa. Từ rất lâu về trước, ở Hokkaido có rất nhiều vàng nhỏ. Nó như hạt đậu nành do người Nhật cướp đất và đàn áp một nhóm người Ainu vì họ đã bí mật tạo quỹ lập quân đội. Rồi một gã bí ẩn nào đó đã cướp hết tất cả số vàng và bị bắt giữ trong tù. Hắn bị tra tấn dã man nhưng vẫn không chịu khai chỗ giấu, hay thậm chí còn bị cắt cả gân chân. Tên này quyết không khai nhưng cũng không muốn số vàng bị chìm trong quên lãng. Do vậy hắn đã nghĩ ra cách xăm bản đồ lên các tử tù cùng khu. Nếu ai trốn thoát và tìm ra kho báu sẽ được chia một nửa số vàng. Đám lính cai ngục đã nghe được tin đồn về hình xăm liền nổi lòng tham lam. Chúng đã cưỡng ép các tử tù ra ngoài nhưng giữa đường lại bị các tù nhân nổi dậy. Chỉ trong chốc lát hắn đã giết hết đám binh lính và bỏ trốn vào trong rừng. Lúc này Sugimoto vẫn còn đang nghi ngờ độ tin cậy của câu chuyện thì phát hiện lão già kể chuyện đang cầm súng. Lão có ý định giết Sugimoto nhưng rồi lại bị anh phản đam bỏ chạy tụt quần. Nhờ điều này mà nam chính tin rằng câu chuyện vừa được nghe có phải là sự thật. Anh quyết định đuổi theo và phát hiện ông ta đã bị một con gấu nâu cắn chết. Điều bất ngờ là trên người lão ấy có hình xăm, chứng tỏ đây là một trong những tử tù đã trốn thoát. Nam chính cõng bản đồ trên vai đang đi thì gặp một bé thỏ nâu xinh xắn. Anh không thể đánh trả vì quá vướng phía tay chân do mang theo cái xác của lão già kia. Tưởng đâu sẽ ngùng củ tỏi luôn, nhưng bỗng nhiên ở đâu bay tới một mũi tên xiên vào cổ con gấu, thì ra là của một thiếu nữ người Ainu đã cứu Saichi. Nhờ cuộc gặp gỡ hữu duyên này mà hai người đã có duyên trở thành bạn bè. Đã vậy còn biết cô nàng xinh đẹp này tên Asipa. Nam chính kể cho Asipa câu chuyện đằng sau hình xăm đọc lại Nhật Bản trên lưng tên tù nhân. Cô gái cũng nói rằng cha mình là một trong số những người bị các tên cướp ngày đó giết hại. Nàng nhìn vào hình xăm và phát hiện ra rằng nét vẽ được chia đều ra hai trung tuyến như là lột da thú của các tay thợ săn. Có thể hiểu những cơ thể này được xăm để bị lột da, và có nghĩa là ngay từ đầu kẻ cướp đã không có ý định chia số vàng này. Cả hai kiếm thêm củi để sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá, nhưng lúc đó một con gấu nâu to đùng từ đâu bước tới tấn công Sugimoto. Quá bất ngờ khiến anh bị bé thỏ nâu vồ tới ngã xuống, sau đó nó tiếp tục vồ lấy Asipa. Trong lúc hỗn loạn tưởng chừng bị nó cắn chết thì ở đâu lại xuất hiện một con ngáo nhảy tới. Cả hai ngồi trưng mắt nhìn cuộc đại chiến giữa thỏ nâu và ngáo tuyết. Dình lúc chúng đang bận khám răng miệng thì nam chính nhanh tay lấy súng ra nả xối xả. Thế là chúng ta lại có món thỏ bảy món. Nhìn thấy cô bé an toàn thì con ngáo bỗng lặng lẽ chạy vô rừng. Sugimoto cho rằng thủ phạm giết cha của Asipa vẫn còn ở trong tù và chỉ cần tìm được số vàng thì hắn ta cũng sẽ chết. Cả hai thống nhất rằng nam chính chỉ cần một phần nhỏ số vàng thì sẽ làm tất cả mọi việc để trả thù cho người cha của cô.
Asipa chỉ cần chia sẻ kiến thức với điều kiện là không muốn giết hại ai cả. Sugimoto tiến hành lột da của phạm nhân để lấy hình xăm bản đồ rồi cả hai bắt đầu cuộc hành trình đến các thị trấn để tìm những tấm bản đồ khác. Ở giữa một thị trấn đông đúc để tìm được người có hình xăm khó như mò kim đáy biển. Do vậy, Sugimoto nhanh trí vào tiệm massage sông hơi trá hình để thăm dò nhưng kết quả chẳng có gì. Còn Asipa lại tìm đến các tửu lầu hỏi thăm các kỹ nữ. Cả hai không thu thập được thông tin gì thì bỗng từ xa có hai kẻ đáng nghi đang quan sát theo dõi họ. Một lúc lâu kẻ gian rút súng ra tính giở trò thì bị dính bẫy sắt xiết qua ngực làm lộ hình xăm trên người hắn. Tên còn lại nhanh chân bỏ chạy nhưng cũng không thoát được những cái bẫy đã được giăng sẵn. Và gã ta cũng có những hình xăm kỳ quái trên người. Nam chính tra hỏi những tên còn lại ở đâu thì được biết hai gã tù nhân này lần lượt là Hizahi và Kasahaza. Chúng khai rằng một hôm không hiểu vì sao các tên tử tù lại quay ra sát hại lẫn nhau và từ đó không còn gặp lại những tên phạm nhân đó nữa. Vì không muốn giết hại ai nên Asipa đã nghĩ ra việc sẽ vẽ lại những hình xăm đó thay vì lột da của từng người. Trong lúc đó đột nhiên có một tên bị bắn trúng đầu là Kasahaza chết ngay tại chỗ. Nhờ Asipa kịp tạo khói nên cải phục kích không còn cách nào khác phải lao vào đánh trực tiếp. Thấy đối phương lộ mặt thì Sugimoto liền lao lên nhưng đây không phải kẻ tầm thường nên rất khó để chiến thắng. Khi hắn ngã xuống là nam chính cũng nhanh tay lấy súng bắn nhưng nòng súng đã bị kẻ đó lấy lúc nào chẳng hay. Hóa ra hắn là quân lính thuộc sư đoàn 7 mạnh nhất lục quân. Hắn muốn nam chính giao tên tù nhân có hình xăm và đương nhiên anh không đồng ý xong cả hai lao vào đánh nhau túi bụi. Cuối cùng nam chính đã hạ gục được tên quân lính hung hăng kia và quăng hắn xuống vực tuyết sâu. Trong lúc đó tên tù nhân còn lại bỏ trốn nhưng bị sai trí phát hiện và đuổi theo nhưng tay này lại có những pha trườn lách kỳ lạ khiến cho nam chính dù đuổi thế nào cũng không bắt được. Rồi cả hai bị rơi xuống sông băng lạnh quá nên đành phải làm hòa. Trong lúc sưởi ấm hong khô quần áo tên tử tù Hizahi bảo rằng trong 24 tên tù nhân vượt ngục có một kẻ cầm đầu cực kỳ đáng sợ là một ông già đầu trắng samurai của mặc phục cảnh cáo hai người xong hắn ta bỏ đi làm việc riêng của mình. Cùng lúc đó ở một địa điểm khác cũng có một tên tù nhân vượt ngục tên Uchiyama đang trong lúc chơi gái thì bị ba tên khác vào phá đám. Thì ra đó là bóng ma mặc phủ Hijita, cả hai người nhanh chóng rút vũ khí ra một kiếm một súng xem thằng nào nhanh hơn. Tên đầu trắng ngỏ ý hợp tác bảo rằng chỉ cần chia sẻ hình xăm thì không cần phải lột da nhau và cùng nhau chống lại sư đoàn 7 cũng đang truy lùng kho báu. Cuối cùng thì quân lính sư đoàn 7 cũng đã tìm ra binh nhất Okata đã bị nam chính quăng xuống vực sâu. Tuy bị thương rất nặng nhưng hắn ta đã dùng hết sức lực cuối cùng ghi lên tay trung úy Suzumi hai chữ Saichi để báo hiệu người đã khiến hắn ta ra nông nổi này. Khi biết được kẻ đã hại chết đồng đội của mình, Suzumi đã cử người truy tìm Saichi và Asipa. Có bốn tên lính đuổi theo hai nhân vật chính nên anh và cô nàng quyết định tách ra để đánh lạc hướng bọn chúng. Trong lúc đó có một tên lính đuổi kịp theo Asipa đang định bắt thì đột nhiên con sói tuyết nhào tới thấy vậy cô nàng đã kêu con sói tha mạng cho hắn. Nhưng bên phía Sugimoto lại bị tận ba tên đuổi theo. Chẳng nhanh chóng chạy vào hang gấu nâu nó sẽ không tấn công ai vào hang của nó. Nhưng bọn lính lại không biết nên bắn vài phát súng vào hang và liền bị con gấu nhào ra cắn chết hết và nó cũng bị bắn chết tại chỗ. Sau cuộc truy bắt nguy hiểm cả hai cùng về làng của nữ chính. Người dân ở đây xem Sugimoto như người trong nhà nên họ đã khuyên anh đừng nên đi tìm kho báu vì nó đã bị nguyền rủa. Ai đi tìm nó cũng không sống sót trở về khiến nam chính nghe vậy thì cảm thấy lo lắng cho Asipa. Anh không muốn cô nàng gặp nguy hiểm nên sáng hôm sau anh đã quyết định bỏ cô ở lại và một mình đi tìm kho báu. Tới sáng hôm sau Hizahi chuẩn bị vào tửu lầu để chơi đùa một tí thì chạm mặt với tên đầu bự Uchiyama, sợ bị lột da nên hắn ta chạy như tên lửa. Đồng thời lúc này ở thị trấn khác đột nhiên có tiếng nổ ở tại một ngân hàng. Tên bóng ma đầu trắng cũng có mặt tại đây nên trung úy Suzumi cũng nhanh chóng cưỡi ngựa phi tới. Tất cả các thùng két đều bị mở ra lấy hết tiền. Ngoài ra có một báu vật cũng bị lấy đi đó là thanh kiếm Izumi. Đồng thời bên ngoài thanh kiếm Izumi đang nằm trên tay tên samurai mặc phủ. Vừa thấy Hijitaka tên trung úy đã bắn vào đầu hắn nhưng Sukarna là trượt. Rồi tên samurai bắn trả sau đó vội vàng phi ngựa rời khỏi nơi đó. Sugimoto lúc này đã xuống đang ăn tô mì xá xíu thì đụng phải bọn lính của sư đoàn 7. Thế nhưng không thể đánh hạ chúng vì bọn nó quá đông thậm chí anh còn bị bắt vì gặp tên trung úy. Vì hắn muốn hợp tác với Sugimoto nhưng nam chính đã nói đừng có mơ thế là anh bị Suzumi nhốt lại. Lúc này Asipa cho chú sói hửi tất của Sugimoto để đi tìm anh nhưng lại tìm đến Hizahi. Thì ra lúc sưởi ấm hai người đã bị nhầm tất cho nhau. Hắn dẫn cô đến sư đoàn 7 để tìm nam chính đã bị nhốt. Cô nàng hứa sẽ chia cho hắn một phần kho báu nếu cứu được Sugimoto. Hắn bôi mỡ gấu lên người rồi trèo qua các khe sắt để vào cứu Saichi. Đúng lúc đó có hai tên lính vì bị đánh ở quán mì nên muốn tìm nam chính trả thù nhưng lại trở thành xác chết dưới tay anh. Nghe ồn ào tên trung úy mở cửa ra thấy tên lính nằm la liệt ở dưới sàn còn Sugimoto ngồi ôm khúc ruột bị lòi ra. Nam chính hứa sẽ nói ra tờ bản đồ ở đâu nếu ông cứu anh. Trong khi đó Suzumi liền ra lệnh binh lính đưa Sugimoto đến bệnh viện gần nhất đếm lại những cái xác ngổn ngang khác. Ông tỏ vẻ khả nghi và phát hiện một xác chết bị mất khúc ruột thì ra là nam chính đã lừa hắn. Còn Sugimoto sau khi được đưa đến bệnh viện thì đột nhiên đứng dậy ném khúc ruột vào binh lính.
anh đánh bọn chúng văng xuống xe nhưng anh cũng rơi cùng chúng. Lúc này nữ chính đã kịp chạy tới cứu Sugimoto và dùng dao cắt sợi dây để cắt đuôi tên lính còn lại. Tưởng chừng đã êm xuôi thì phía sau lại có thêm hai tên lính đang phi ngựa đuổi theo. Bọn chúng muốn bắt sống Sugimoto để lấy bản đồ ra nhưng không nam chính thách thức kiểu đố em bắt được anh. Trong lúc giằng co với một binh lính, Asipa nhanh trí phóng lên lưng ngựa rồi Sugimoto nhảy lên theo sau. Anh cắt sợi dây xe kéo đã bị đâm thẳng vào bãi tuyết cùng tên binh lính. Chưa dừng lại ở đó, Suhumi đang cầm súng tiếp tục đuổi theo. Nữ chính rút cung tên ra bắn vào con ngựa khiến hắn lăn đùng ngã ngửa. Thế nhưng không hề hấn gì, hắn chĩa súng lên định bắn và cười thầm như đang âm mưu điều gì đó. Trong lúc đó, Hizahiza lập quân sư đoàn 7 đã phóng hỏa đốt căn cứ rồi đi tìm tấm bản đồ ra. Tìm hoài không thấy thì ra tên trung úy đã mặc vào người. Sau khi chạy thoát bộ đôi Saichi và Asipa đã đi vào rừng, lúc này cô oán trách nam chính tại sao lại bỏ đi tìm kho báu một mình. Bộ phim dừng lại khi chưa giải thích và giải quyết đủ hết mọi vấn đề vì còn phần 2 để làm sáng tỏ. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu lý do mà Samurai đầu trắng muốn dùng số vàng trong kho báu vì để xây dựng lại triều đại Mạc Phủ đã sập đổ trước đây. Phần 2 cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới hứa hẹn còn bùng nổ và hoành tráng hơn nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đón phần 2 của phim để giải đáp hết những thắc mắc còn lại nhé!